choáng với xính lễ toàn vành rồng trong đám cưới. Chàng trẻ Thomas đã khiến cho mọi người phải há hốc với khối xính lễ toàn vành rồng và toàn là đồ đắt giá dành cho tặng vợ sắp cưới. Ngày 7 tháng 6, Thomas xin mang xính lễ đến nhà của vua sòng bạc Macau. Hà Hồng Sinh thì hỏi cưới Hà Siêu Doanh, là con gái của đại gia họ Hà và vợ Tư. Được biết đây chính là nghi thức truyền thống của người Trung Quốc diễn ra trước đám cưới. Trong nghi lễ này, Thomas và Hà Siêu Doanh mặc trang phục cưới màu đỏ truyền thống, cặp đôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhiên, điều khiến cho cư dân mạng chú ý là số vàng khổng lồ mái nữ đại gia Macau đeo trên người. Thomas kính chào mẹ vợ và Hà Siêu Doanh đang mang bầu đôi nên trông khá là đồ sộ trong bộ trang phục cưới của mình. Xính lễ mà chàng rể này mang đến bao gồm ít nhất 8 cặp vòng tay lâm phùng, dây chuyền vàng cỡ lớn cùng đồ ngọt và nhiều vật phẩm khác, tất cả đều xa xỉ. Khối xính lễ bằng vàng ròng đất đỏ không phải gia đình nào cũng có thể sắm được. Theo truyền thông, bà Tư Lương An Kỳ rất hài lòng về con rể mới. Thomas sinh hiện đang học tại Đại học Harvard, nổi tiếng giỏi giang, được mệnh danh ánh sáng của thiên tinh. Anh thua vợ tương lai 7 tuổi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Được biết, nhà trai cũng rất mến cô con dâu, xuất thân danh giá. Choáng ngợp với xính lễ khủng danh mạng thích thúc, trước hình ảnh thiếu gia Hà Dương Quân, bạn trai của Victoria Secret Hề Mộng Giao đứng quà cho chị gái. Hà Siêu Doanh sinh năm 1990, là hot girl ăn chơi khét tiếng. Cô từng trải qua nhiều cuộc tình ồn ào trước khi tìm thấy bến đỗ với người chồng kém mình 7 tuổi. Trong khi đó, Thomas Sin nổi tiếng học giỏi. Năm 2016, anh trở thành người đầu tiên của các nhị tinh đỗ vào Harvard.